Trang Quỳnh, Bán Màu Giới Hạn, tập 131, Cận Vệ Khỉ. Đi xem mấy ông tàu bán thuốc múa võ không? Sơn Đông mãi võ chứ gì, đi. Thuốc dán gia truyền, hiệu con khỉ đột đây. Mời bà con mua dòi xem con khỉ đột múa võ. Cho khỉ múa trước, mua thuốc sau đi. Không có được à, mua trước, múa sau à. Rồi mua rồi, nó không múa thì sao? Nó không múa, ngộ múa, he he. Ông múa chán phèo, về. Được, được rồi, ngộ cho nó múa trước. Đột, ra đây. Khọt. Cha mẹ ơi, kinh quá. Chào. Múa bài quyền bát tiền quá hải cho bà con xem đi. Không múa, đói. Múa xong rồi ta cho ăn. Không, ăn rồi mới múa. Ha ha, bể dĩa rồi, còn khỉ dở trứng. Mày làm tao mất mặt hả? Mặt còn đó, mất hồi nào? Còn cãi lý với tao nữa hả? Đồ khỉ. Bình. Tôi nhịn lâu lắm rồi, bỏ đói tôi mấy bữa này mà bắt tôi múa võ hả? Còn lâu. Ha ha, con khỉ phản chủ. Ông nào nói tôi phản chủ? Ông nói phải không? Bình. Bắt nó lại. Khoan, đợi một chút. Nó lấy bình rượu tăng lực của ta, ngăn nó lại. Ực ực, khè. Ông nào ngon, nhào vô. Người không sợ khỉ? Khỉ không sợ người. Khè khè, túy quyền nè. Nó say rồi, chạy đi. Ai dám bảo ta say? Ai bảo ta say? Ông lùi, có lệnh đi bắt khỉ kìa. Mấy ông đi bắt đi, tụi tuổi con khỉ, không bắt khỉ. Sao bữa trước ông nói ông tuổi con mèo? Mới đổi tuổi, không thích tuổi con mèo nữa. Chú lù, đi mau đi, con khỉ phá chợ kìa. Dạ, đi ngay ạ. Hi hi, thân lừa ưa nặng, đợi quăng là mới chịu đi. Thưởng 10 đồng cho đứa nào bắt được con khỉ đột đó. Người ta nuôi chó, nuôi mèo, chứ ai lại nuôi khỉ đột, thừa tiền lắm à. Tôi biết hoàng phủ, ông thích nuôi mấy con thú lạ, nhà ông toàn là rắn, gấu, cọp, tê tê không hà. Ông làm gì vậy? Tôi phục kích nó, tôi dùng cách người ta bắt đười ươi để bắt con khỉ đột. Người ta để bình rượu, bên cạnh để đồ guốc, đười ươi thấy rượu sẽ uống, say đó sẽ mang guốc mà đi, vì say lại không quen đi guốc, nó sẽ té. Chà, bữa nay ông lù mưu trí ghê. Nó tới, nấp đi. Cái gì đây? Rượu à? Guốc à? He he, tuần này xưa rồi, ta sẽ cho các người một bài học vì tội khinh dễ sự thông minh của loài vật. Ực ực. Nó trúng kế ông lù rồi. Nó màng guốc, khi nó té thì nhào ra trói nó lại. Tôi quên mang dây theo rồi. Trời, đi bắt khỉ mà không có dây. Tháo dây lưng quần của ông ra để cột nó. Xịn quá rồi nè. Bịch. Trói nó lại. He he. Ông lù trúng kế nó, không phải nó trúng kế ông lù. Buông ta ra đồ khỉ. Đẹp trai ghê. Cứu tôi với, sao lại đứng như tượng vậy? Ông bảo tôi tháo dây lưng quần, giờ không còn tay để cứu ông nữa. Quỳnh ơi, mày ở đâu cứu tao? Có Quỳnh đây. Chú Lưu ơi, thuốc của chú nè. Thuốc gì? Mắc cỡ gì nữa mà giấu? Thuốc sức lá của chú nè. Hả? Ông bị lát? Ghê. Sao mày không tìm ra bệnh nào cho thanh lịch một chút mà bảo tao bị lát? Xấu hổ quá. Bị lát, nó mới không dám ôm.
có bán thuốc ngừa bệnh lác không? Tôi sợ bị lây bệnh lác lắm. Không bán cho khỉ, khỉ không có tiền. Rầm rầm, con khỉ đột phá chợ kìa, chạy đi bà con ơi. Khẹt khẹt, sĩ được nải chuối. Mầm mầm, nó đang mãi ăn, tung lưới bắt nó đi. Vút, trúng rồi, được 10 đồng của ông phú hộ rồi. Trời đánh tránh bữa ăn, người ta đang ăn mà bắt, các ông biết tay tôi. Kéo nó đi. Ôi, nó kéo mình lại. Vèo vèo, một chấp hai. Bình, cứu cứu, dính một cục với nó rồi. Con khỉ này mạnh ghê. Cắt lưới cứu tụi nó đi. Vật vật, ôi, sao ông cắt đuôi tôi. Hê, cảm ơn đã cắt lưới nha. Nó chạy vào rừng rồi. Về báo quan đi, tao nghĩ nhiệm vụ tái lập trật tự tới đây là hết rồi. Thế cũng được, nó vào rừng là về quê của nó, nó không phá phách nữa thì thôi. Xong chuyện, ăn cho no rồi ngủ. Có sứ nhà Thanh tới. Khải chúa, có một tên tội phạm ở nước tôi vừa trốn qua đây, xin chúa thượng giúp chúng tôi bắt hắn. Hắn phạm tội gì? Hắn đánh cắp con khỉ đột của hoàng thượng chúng tôi. Chúng tôi biết hắn đã đưa con khỉ đột ấy qua đây. Trời, chỉ vì một con khỉ đột mà các ông phải lặn lội tới đây? Tại các ông không biết, chứ con khỉ đó là một tay cao thủ võ lâm đấy. Nó giỏi võ lắm. Nó là cận vệ của hoàng thượng tôi đấy. Khỉ bên nước tôi con nào cũng giỏi võ cả, có gì quý báu đâu. Tôi nhờ các ông tìm con khỉ, chứ không đấu khẩu với các ông. Tôi đấu không lại đâu. Được, ta sẽ giúp các ông bắt nó lại. Quýnh ơi, chưa hết chuyện đâu. Trong triệu ban lệnh phải đi bắt con khỉ đột đó. Lý lịch của nó nè. Trời, khỉ mà cũng có lý lịch. Nghe nói vua Tàu cần nó lắm, nên đặt tên họ làm lý lịch cho nó. Lý lịch, họ tên Khỉ Văn Đột. Ngày và nơi sinh, năm thân tại núi Khỉ. Sở thích, yêu màu trắng, thích màu tím. Cực kỳ thích ăn chuối hột, luộc chấm chào. Nghề nghiệp, võ sư tam thập đẳng huyền đài môn võ đấu vật. Ký tên. Thảo nào không ai đánh lại nó. Vậy là không thể dùng sức mạnh để bắt nó rồi. Người ta cao nhất chỉ có 10 đẳng, nó tới 30 đẳng. Sau đó, giỏi lắm, nó biết vài thế võ quào, võ cắn là cùng. Khinh địch để thảm bại, bình thư dạy đó. Ra tay lẹ lên chứ thiên hạ đổ xô nhau đi bắt nó để lãnh thưởng đấy. Thì người ta bắt nó, mình khỏi bắt, miễn sao có con khỉ trả lại cho vua Tàu thì thôi. Ôi cha mẹ ơi, đau quá. Sao thế này? Con khỉ đột giỏi võ quá, nó quýnh tụi tôi tơi bời. Mày còn khinh địch nữa không? Đánh không lại thì dùng mưu, người không thua khỉ. Tao sẽ lợi dụng sở thích yêu màu trắng, thích màu tím và ăn chuối luộc của mày. Chẹt, đói bụng rồi, xuống làng tìm thức ăn. Ước gì giờ này có chuối hột luộc chấm chao. Ơ, cây ổi mà mọc chuối. Kệ, nó muốn mọc gì kệ nó, mình cứ ăn. À, có chao nữa. Chưa đã, nãy chuối gì mà chưa ăn đã hết. Tìm thêm thứ gì nữa. Thêm một nải chuối, có cả chao nữa. He he, lại có nước nữa chứ. Ợt ợt. Khẹt khẹt, nước gì mà uống vào, đau bụng muốn chết. Đi xả. Xả xong, đói, ăn tiếp. Lại chuối hột nữa. Bộ làng này thích ăn chuối hột lắm hay sao vậy? He he, nó cứ theo con đường chuối hột mà đi vào bẫy của mình. Nò quá mà chuối cũng còn, bỏ uổng quá. Ăn tiếp, thà phát ách còn hơn bỏ mứa. Rọt, đậy nắp rõ lại. Đồ khỉ,
thả tôi ra. Thả ra, thả ra. He he, tham thực cực thần nhé. Không thả tôi ra, tôi bắn, tôi mới ăn chuối hột, đó nghe chưa? Bắn rồi đó. Thôi quá Quỳnh ơi, có vũ khí đây, trò này là của tao, tao đã chuẩn bị rồi. Của mày, mày ngửi. Thôi quá, tháo cái bạc ra. Nó im ru rồi. Xỉu rồi, nó bắn, nó xỉu rồi. Cảm ơn máy nị đã bắt được con khỉ đột. Thưởng nè. Chúng tôi không cần lãnh thưởng, chỉ cần ngài về nói lại với hoàng đế của các ngài như thế này. Trẻ con nước Nam giỏi lắm, chúng bắt cận vệ của ngài dễ như ăn chuối vậy. Hình như có kẻ trộm rình nhà ông Lý. Cô Đồng, cô làm gì ở đây? Cô tính ăn trộm mà. Đâu có mày, tao dạo má. Bà không nói thật, còn là lên cho nhà ông Lý biết đấy. Thì nghề nghiệp mà, ông Lý mời tao sáng mai lại lên đồng cho ổng gặp vợ ổng. Chi vậy? Ổng muốn gặp vợ cũ dưới âm phủ để xin phép được cưới vợ mới. Sợ vợ gì mà vợ chết rồi cũng còn sợ. Sao lại không sợ mày? Chết rồi còn quậy ghê hơn lúc sống nữa kìa. Bởi thế tao rình nhà ổng để lấy thêm tin tức, mai ngồi đồng nói mới trúng được. Tha cho tao đi, tao kiếm cơm mà. Vả lại tao chỉ bịp bọn nhà giàu thôi, chứ tao đâu có bịp người nghèo. Vậy cũng được, bà mà bịp người nghèo con sẽ phanh phui vụ này ra, bà hết làm ăn. Ừ vậy đi, tao thề. Thì ra muốn làm nghề thầy bói thầy pháp đồng bóng thì phải học làm gián điệp. Ừ, tôi đồng ý cho ông Lê Xe Bông lần nữa với điều kiện. Điều kiện gì bà cứ nói. Bảo mụ Trần Thị Dậu còn ông Trần Văn Bụp và Tạ Thị Miêu phải lạy tôi 100 cái. Lạy liền, em lạy chi liền đây? Đúng là vợ tao về rồi, chỉ có bà mới biết tên họ của cha mẹ bà Dậu. Bà đồng làm sao biết được? Thì đã bảo là lên đồng mới mời người chết về chứ, lên đồng biết gì đâu. Ngày đám cưới, mụ Dậu phải mặc cái áo dài màu tím của tôi, nhớ chưa? Đúng là vợ tao về rồi, làm sao bà đồng biết vợ tao có cái áo tím được? Chưa biết, ông phải lo thay viên gạch ở sàn bếp cho tôi, nó bị bể rồi. Bà đồng này linh thật. Hôm nay là 30 Tết, con ở nhà dọn dẹp cho sạch sẽ để đón xuân, đừng đi chơi nữa nhé. Vâng ạ, à, một năm con ở nhà một ngày cũng được ạ. À. Quỳnh ơi, bữa này tao không đi chơi, đừng có rủ. Tao không rủ mày đi chơi, tao chỉ báo một chuyện buồn cuối năm cho mày. Mày dặn tụi tao ở đâu có chuyện đau buồn thì phải báo cho mày, nhớ chưa? Ừ nhớ, nói đi. Chồng của bà Tẻ chết, không có tiền lo ma chay, tội nghiệp lắm. Sao ông Tẻ không đợi ăn Tết xong rồi hẳn chết? Chết vội thế này còn cháu làm sao ăn Tết? Theo tục lệ, người ta không để người chết trong nhà trong những ngày Tết, xui xẻo cả năm. Nhưng bà Tẻ không có tiền, làm sao chôn ổng hôm nay được? Tao có cách để bà Tẻ chôn ổng hôm nay. Hôm nay được. Mày tự đi, tao không có rủ à, mợ mày la đừng có đổ thừa tao à. Mợ ơi, ông Quỳnh biến mất rồi. Thôi, con dọn dẹp nhà cửa đi, thế nào đến giao thừa nó cũng phải về. Mợ sẽ lì xì cho nó một trận để mừng xuân mới. Cô Đồng có nhà không ạ? Mày đến đòi tiền lì xì, không lì xì thì mày mét ông Lý phải không? Bà nói đúng ý con, nhưng sai ở chỗ con không đòi lì xì, con nhờ bà giúp một chuyện. Không giúp, con mát ông Lý. Giúp gì cũng được, miễn khỏi lì xì là tao chịu. Ông Tẻ chết, bà làm thế này nhé. Thôi mày ơi, tao không làm thế đâu. Vậy thì con đi mát ông Lý, vụ bà rình nhà ổng. Thằng khỉ, để tao làm. Cô Đồng làm gì vậy? Không biết, tự xưng tôi muốn lên đồng ở đây. Ừ, làng có người chết,
mau cho nó trồng ngày nay, để người chết trồng làng vào ngày Tết. Sang năm cả làng sẽ thề nhau mà cho người chết. Phải chôn cất nó thật long trọng thì làng mới thoát tai họa. Ông Lý ơi, cô Đồng nói như vậy đó, ghê quá. Nguy rồi, bà Đồng này linh lắm, bà nói là trúng đấy. Đến nhà mụ Tén. Sao không chôn ổng đi? Tiền đâu mua hòm, tiền đâu mua đồ cúng, tiền đâu mời sư tụng kinh, tiền đâu mua huyệt, hu hu. Ra lệnh cả làng phải đi miếu ông Tén ngay, nhà nào cãi lệnh chết với ta. Cha mẹ ơi, đám ma ông Tén lớn hơn đám ma ông Phú Hộ Bèo. Kệ, điếu ổng vài đồng để tránh cái rủi cũng được. Tiếc đứt ruột, nhưng biết sao hơn. Ma ơi, họ đi điếu nhiều tiền lắm. Cha mày thương vợ con ghê, chết rồi mà còn tìm cách gây vốn cho vợ con. Ông Quỳnh, ra xem người ta đốt pháo hoa, đốn giao thừa kìa. Đừng có chọc quệ cuối năm mà. Thầy xem lại phong thủy nhà tôi có bị phạm gì không, mà dạo này trong nhà bị suối quẩy lắm, tiền ra ào ào, đất cái ruột. Đúng rồi, ông đặt cặp kỳ lân ở đây, mất tiền là phải rồi. Ông phải đặt ở đây này. Đặt cặp kỳ lân chỗ này, bảo đảm tiền sẽ vào nhà ông như nước. Chúng mày đâu, lên khiêng. Không được, phải tìm một người tuổi hợi khiêng mới được. Người khác khiêng thì ông mạc luôn. Tuổi hợi thì thiếu gì, nhưng làm sao một mình nó khiêng được? Khó là chỗ đó. Ông ráng tìm người tuổi hợi thật khỏe mạnh để làm việc này, tuyệt đối không cho người khác khiêng. Ai nhỉ? Cần tuyển một người tuổi hợi khỏe mạnh, làm việc một buổi, trả tiền một tháng. Tôi biết. Cho tôi một đồng, tôi chỉ người ấy cho. Đòi hoe hồng hơi cao, nhưng không sao, tiền nè. Ở cuối làng trà có thằng heo tuổi hợi, khỏe như thiên lôi đó. Gọi nó đến cho ta. Heo, ông Lý nhờ mày, có trả tiền đấy. Ông Lý nhờ việc mà trả tiền à? Chuyện này lạ đấy. Mày khiêng hai con kỳ lân đặt ở chỗ kia, trả mày hai đồng nè. Ôi, ông Lý tốt ghê. Đồ khờ, hai con kỳ lân này khiêng phải tới 5 đồng lấy. Lần đói nhẹ heo. Hê hê, chẳng có thế mà mình được 2 đồng. Anh còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa đấy. Làm thế nào? Làm thế này. Ờ ha, lão bóc lột của người nghèo, giờ mình bóc lột lại, huệ. Về chỗ cũ nhé. Ôi, hai con kỳ lân lại chạy về chỗ cũ. Ghê quá. Gọi thằng heo lại khiêng chúng qua. Nè, một đồng nè. Một đồng, rủi cặp kỳ lân chạy nữa tôi không khiêng đâu đấy. Bộ mày trù chúng chạy nữa hả? Kỳ lân chạy tới chạy lui là linh lắm, làm sao biết nó sẽ không chạy nữa. Chúng sẽ không chạy nữa, một đồng thôi. Hả? Chúng chạy ra tuốt ngoài đường. Gọi thằng heo. Ba đồng mới khiêng. Quỷ, ba đồng cũng được, khiêng đi. Rồi đó. Gọi lão thầy địa lý lại cho ta. Ông bảo khiêng cặp kỳ lân ra đó thì tiền sẽ vào. Không thấy tiền vào đâu cả, mà thấy ngày nào cũng tốn mất mấy đồng. Vậy đó, ông chịu khó khiêng qua khiêng lại một thời gian, chúng sẽ yên vị thôi. Cặp kỳ lân này quá linh nên mới như thế. Có tiếp tục chọc chúng chạy nữa không Quỳnh? Ngừng lại, làm quá người ta nghi, để chờ một thời gian hãy tiếp. Tính lại thằng heo đã lấy của ta gần 10 đồng, ta phải tìm cách lấy lại. Heo, để làm cỏ vườn cho ta, ta sẽ trả tiền. Xong rồi ông cho con tiền đi. Đợi vài ngày nữa đã, hễ mày làm ẩu, cỏ sẽ mọc lại, tao không trả tiền. Nếu cỏ không mọc lại, ta mới trả tiền.
ổng tìm cách quỵt tiền của anh đấy. Thế nào cỏ cũng mọc lại, không thế nào làm cho cỏ không mọc lại cả. Đúng rồi, chỉ cần một trận mưa là cỏ mọc lại ngay. Tôi công tao rồi, làm cỏ đám ruộng của ổng mấy ngày, mệt muốn chết. Thì anh cho cặp Kỳ Lân chạy, lấy lại tiền. Ông ơi, cặp Kỳ Lân lèo tuốt lên nóc cổng ngồi kìa. Trời, cặp Kỳ Lân này nghịch quá, gọi thằng heo. Thôi không làm đâu, lèo tuốt lên đó khiên chúng xuống, nguy hiểm lắm. Tao trả 5 đồng, làm không? Không làm, con sợ té lắm. Không làm thì thôi. Ổng không trả thêm tiền làm sao đây? Để cho em. Em sẽ bắt ổng cho anh một số tiền nữa, đủ để mua một chiếc ghe đi đánh cá, rồi mình chấm dứt vụ này. Ông ơi, có một ông tàu đòi gặp ông. Chuyện gì? Tôi đâu có quen ông. Tôi muốn mua cặp Kỳ Lân của ông bán không? Ôi, lão tàu này biết đây là cặp Kỳ Lân linh nên muốn mua, mình phải bán thật cao giá để bù lỗ. Tôi bán 100 đồng, mua không? 100 đồng cũng được, nhưng với điều kiện là cặp Kỳ Lân này phải đặt ruột, lỏng ruột thì tôi không mua. Bảo đảm với ông là chúng đặt ruột. Mang xuống cho tôi xem thử đi. Chúng mày khinh nó xuống, không cần thằng heo nữa. Khoan, ông nào tuổi hợi mới được khiêng, người khác tuổi hợi động vào nó, tôi không mua. Là nhí, cặp Kỳ Lân này hợp với tuổi hợi vậy à? Thằng te tuổi hợi đó ông ơi. Hợi thì hợi chứ còn nhắc con mèo còn không nổi, làm sao con khiêng cặp Kỳ Lân đá đó được. Hừ, ăn cho lắm mà vẫn cứ rồm. Gọi thằng heo, trả nó 10 đồng. Thì 10 đồng thì khiêng. Một con, hai con. Nè, 10 đồng nè. Đó, ông xem đi. Ổng đâu rồi? Ổng chạy mất tiêu rồi ông ơi. Ổng xí gạt tao, ổng chọc tao. Đập nát cặp Kỳ Lân này cho tao, để chúng trong nhà hy vọng có tiền. Ai dè hao quá, đập đi.